Mỗi tối trước khi ngủ, cứ uống thứ nước này giúp gan khỏe, gan sạch bất ngờ, bách bệnh tiêu tan. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị thân mến, gan là cơ quan quan trọng bậc nhất trong cơ thể, là nguồn dự trữ vitamin, khoáng chất, carbohydrate, protein, chất béo và là nguồn cung cấp nội tiết tố. Song trong quá trình ăn uống và sinh hoạt, chúng ta vô tình sử dụng các loại chất kích thích, thực phẩm bẩn hay việc tiếp xúc thường xuyên với những chất gây dị ứng và hóa chất đã khiến cho gan bị nhiễm độc và hoạt động trì trệ. Để làm sạch và phục hồi chức năng gan, tất nhiên là chúng ta phải ăn uống sạch sẽ và sinh hoạt khoa học. Bên cạnh đó, để gia tăng hiệu quả và mau chóng đạt được kết quả giải độc, trả lại một lá gan sạch khỏe thì quý vị nên ưu tiên chọn lựa những đồ ăn thức uống có lợi cho gan, giúp gan đào thải độc tố nhanh chóng. Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Vui sẽ giới thiệu đến quý vị một loại thức uống dùng trước khi đi ngủ, không chỉ giải độc gan mà còn giúp ngủ sâu tới sáng. Cách làm vô cùng đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà tác dụng lại rất thần kỳ. Đó là loại nước gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Gan là một trong những tạng lớn nhất của cơ thể và có vai trò trong quá trình chuyển hóa các chất. Gan giúp làm vô hiệu hóa các chất độc thâm nhập vào cơ thể theo đường tiêu hóa. Đồng thời, bộ phận này còn thải độc cặn bã do chính chuyển hóa của cơ thể tạo nên. Ngoài ra, gan cũng giúp cơ thể chống độc bằng cơ chế chuyển hóa các chất từ độc thành không hoặc ít độc hơn. Bởi vậy, trong tế bào gan luôn có chứa men gan để thực hiện nhiệm vụ này. Thế nhưng là gan sẽ dần bị quá tải khi lượng độc tố đưa vào cơ thể quá nhiều. Lượng độc tố tích tụ khiến gan phải hoạt động liên tục quá nhiều, dẫn đến suy yếu. Các tế bào gan cũng theo đó mà hư hại, kéo theo một số bệnh lý về gan. Do đó, bạn cần phải thải độc gan thường xuyên để gan hoạt động tốt và duy trì sức khỏe cơ thể. Loại thức uống mà Sống An Vui sắp giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp cơ thể thư giãn và tâm trí thanh thản trước khi đi ngủ. Đồng thời, nó còn giúp gan giải độc hiệu quả trong khi bạn đang ngủ. Đó là hỗn hợp nghệ, gừng, tiêu và sữa dừa, còn gọi là sữa vàng. Cực kỳ thơm ngon và có lợi cho sức khỏe. Bạn có thể cho thêm ít mật ong để tăng hương vị. Nó sẽ giúp giảm stress, lo lắng và giúp bạn ngủ nhanh. Chưa hết, nó còn giúp thanh lọc chất độc khỏi cơ thể, phục hồi sức khỏe. Uống ly nước này hàng ngày sẽ mang lại vô số lợi ích cho bạn nhờ sự kết hợp tuyệt vời của các nguyên liệu có lợi cho sức khỏe. Đầu tiên, nghệ là gia vị đã được dùng hàng ngàn năm qua. Nó có thể thanh lọc gan, tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch, giúp chữa lành vết thương. Nghệ còn có khả năng điều chỉnh huyết áp, ngừa tiểu đường, xoa dịu hệ thần kinh, chống vi khuẩn, tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn ngừa sự hình thành khối u. Trong khi đó, gừng có khả năng ngăn ngừa ung thư, điều chỉnh huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh sự sản xuất insulin, tiêu diệt vi khuẩn, giảm đau và buồn nôn, thúc đẩy tuần hoàn máu. Sữa dừa chứa các axit béo cực kỳ có lợi cho sức khỏe, đồng thời điều chỉnh mức đường huyết, bảo vệ tim mạch, giúp giảm cân, cung cấp năng lượng cho cơ thể và não. Sữa dừa cũng giàu vitamin E, C, B, các chất chống oxy hóa, sắt, phốt pho, kali và magie. Nó có khả năng ngừa cảm cúm, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm do vi khuẩn, tăng cường sức khỏe răng miệng và xương, giúp xoa dịu hệ thần kinh. Sau đây là công thức thần kỳ giúp thải độc gan cùng nhiều lợi ích khác. Nguyên liệu cần thiết: 1 thìa nghệ, 1 miếng gừng thái nhỏ, 1 chén sữa dừa, 1/4 thìa tiêu đen giúp cơ thể hấp thụ nghệ hiệu quả, mật ong tùy ý. Lưu ý, nếu bạn có vấn đề đường ruột và viêm ruột kết, đừng nên dùng tiêu đen. Hướng dẫn: 1. Bắc chảo lên bếp, đổ các nguyên liệu vào, trừ mật ong rồi khuấy đều. Đun lửa vừa cho đến khi bạn thấy các bong bóng sủi trên bề mặt. Sau đó vặn nhỏ lửa và đun thêm 5 phút. 2. Tiếp theo cho mật ong vào khuấy đều rồi tắt bếp. Bạn có thể cho hỗn hợp này vào bình rồi bảo quản trong tủ lạnh. Cách dùng: trước khi đi ngủ, uống một ly này, nó sẽ giúp bạn thải độc gan và ngủ ngon suốt đêm. Nếu không, bạn có thể uống một ly buổi sáng để cung cấp năng lượng cho cả ngày. Đồng thời, bạn có thể cho thêm quế vào để giúp các giác quan thêm sắc bén. Quý vị thân mến, các loại
loại nước uống giải độc gan luôn là phương pháp thanh lọc gan hiệu quả, giúp gan khỏe mạnh. Bên cạnh hỗn hợp từ nghệ, gừng, tiêu và sữa dừa trên đây, Sống Ăn Vui xin phép được tiếp tục chỉ ra những loại thức uống giải độc gan cực tốt, có chiết xuất thành phần từ các nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc và rẻ tiền. Đặc biệt, chúng còn vô cùng thơm ngon và dễ uống, bao gồm nhiều công dụng khác đi kèm. Mời quý vị cùng tham khảo. Thứ nhất, nước đậu xanh. Từ lâu, đậu xanh được biết đến là một loại thực phẩm có tác dụng giải độc, mát gan, thanh nhiệt cơ thể rất tốt. Sách Nam Dược Thần Liệu của danh y Tuệ Tĩnh đã viết: đậu xanh là thực phẩm không có độc, có tính hàn, giúp thanh nhiệt, làm sạch nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt. Đậu xanh có vị ngọt, thanh, dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn hàng ngày. Tác dụng thanh nhiên của đậu xanh chủ yếu ở phần vỏ, vì vậy khi chế biến đậu xanh, bạn không nên loại bỏ lớp vỏ của chúng. Nguyên liệu chế biến nước đậu xanh: 1-2 cân đậu xanh. Cách chế biến nước đậu xanh: Bước 1. Nhặt sạch các hạt đậu xanh bị hỏng và lép, rửa đậu xanh thật sạch với nước, chú ý không đãi vỏ đậu xanh. Bước 2. Đun nóng chảo đáy dày, cho đậu xanh vào chảo rang thơm, đun ở lửa nhỏ vừa cho đến khi hạt đậu xanh có mùi thơm. Bước 3. Sau khi rang thơm đậu xanh, cho 1,5-2 lít nước vào, thêm đường và muối cho vừa miệng. Bước 4. Đậy kín nắp vung, đun lửa to cho sôi khoảng 5-10 phút rồi tắt bếp. Đợi nước đậu xanh rang nguội là có thể dùng được. Thứ hai, nước rau má. Rau má được sử dụng hàng ngày với công dụng hạ sốt, làm mát cơ thể và giải độc mát gan. Dân gian thường dùng rau má vào các món ăn, luộc, ăn sống hoặc ép lấy nước. Theo đông y, rau má có tính mát, vị hơi đắng, không chứa độc tố gây hại, có tác dụng giải độc, lợi tiểu, chống viêm. Có 3 cách làm nước rau má giải độc mát gan thường thấy gồm: Cách 1. Nước ép rau má. Bước 1. Rau má tươi đem rửa sạch. Bước 2. Đem xay nhuyễn hoặc giã nát lấy nước uống thay nước uống hàng ngày. Với cách này, bạn chỉ nên dùng rau má với lượng vừa phải, không nên lạm dụng quá nhiều, sẽ có thể gây ra các tác dụng phụ như tiểu nhiều gây ảnh hưởng tới giấc ngủ hoặc gây cảm giác chán ăn. Cách 2. Dâu ngô kết hợp cùng rau má. Bước 1. Rau má 50g, dâu ngô 20g đem rửa thật sạch, cho vào nồi cùng với khoảng 1000ml nước. Bước 2. Đun sôi cho tới khi còn khoảng 30ml, chia đều uống 2 lần một ngày. Bài thuốc này có tác dụng làm mát, giải độc gan, chữa da vàng sạm. Người bệnh nên uống liên tục trong 30 ngày sẽ thấy hiệu quả. Cách 3. Rau má với đường phèn. Bước 1. Lấy 150g rau má tươi, rửa sạch, đem nấu với 500ml nước. Bước 2. Đun đến khi còn lại 250ml, pha thêm một chút đường phèn, chia đều uống 3 lần một ngày. Khi đói bụng sẽ có tác dụng chữa bệnh viêm gan virus cấp tính, thanh nhiệt làm mát cơ thể. Thứ 3. Nước gạo lứt. Gạo lứt vốn là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe, là món ăn quen thuộc của chị em phụ nữ khi muốn giảm cân. Đối với gan, lớp vỏ cám của gạo lứt chính là thành phần mang lại giá trị lớn nhất, nhờ có lớp dầu đặc biệt, có tác dụng giải độc, điều hòa khí áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Nguyên liệu chế biến nước gạo lứt: 2 cân gạo lứt. Cách chế biến nước gạo lứt: Bước 1. Loại bỏ các hạt bị hỏng, không rửa gạo qua với nước để bảo vệ lớp dầu trên vỏ gạo. Bước 2. Đổ gạo vào chảo và rang trong vòng 5-7 phút. Bước 3. Đổ gạo đã rang sang một nồi khác và thêm nước cho ngập mặt gạo. Sau đó đun sôi cho đến khi gạo mềm và nở ra. Trong quá trình đun có thể thêm một ít muối để cho vị nước dễ uống hơn và chỉ nên đun lửa nhỏ. Bước 4. Chắt lấy nước gạo để nguội và thưởng thức. Thứ 4. Nước nha đam đường phèn. Công dụng lớn nhất của nước nha đam đường phèn chính là bù nước và cải thiện tình trạng mất nước trong cơ thể. Chính điều này giúp cho gan có thêm nguyên liệu để thanh lọc cơ thể, tiêu trừ độc tố và giải độc hiệu quả hơn. Nguyên liệu chế biến nước nha đam đường phèn: lá nha đam, đường phèn. Cách chế biến nước nha đam đường phèn: Bước 1. Rửa sạch lá nha đam và gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài. Bước 2. Lấy phần ruột bên trong lá nha đam, cắt hạt lựu và ngâm khoảng 15-20 phút trong nước muối. Bước 3. Rửa lại phần ruột nha đam nhiều lần để giảm độ nhớt. Bước 4. Nấu một nồi nước sôi và thả đường phèn vào, đun cho đến khi đường tan. Bước 5. Thả phần nha đam đã rửa sạch vào cùng với nước đường phèn
và tiếp tục đun cho đến khi sôi, sau đó đổ ra cốc và để nguội hoặc cho thêm đá để thưởng thức. Thứ 5. Nước đậu đen. Nước đậu đen không chỉ có hương vị tương đối thơm ngon mà còn là vị thuốc đánh bay độc tố hiệu quả, phù hợp với người bị gan thận yếu suy nhược cơ thể. Nguyên liệu chế biến nước đậu đen: 1 đến 2 cân đậu đen. Cách chế biến nước đậu đen: Bước 1. Rửa sạch đậu đen. Bước 2. Đổ đậu đen vào nồi cùng với nước và đun đến khi hạt đậu mềm ra. Trong quá trình đun có thể thêm chút đường để hương vị thơm ngon hơn. Bước 3. Chắt lấy nước và thưởng thức. Thứ 6. Nước mật ong. Trong đông y, mật ong là vị thuốc có tính bình, vị ngọt, có công dụng đào thải độc tố rất hiệu quả. Vậy nên đây sẽ là loại nước uống có công dụng tốt đối với những người bị bệnh viêm gan hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, đang cần làm sạch và loại bỏ các chất độc ra khỏi gan. Tuy nhiên, đối với những người bệnh nhân xơ gan, đây lại không phải là một thức uống phù hợp, bởi mật ong sẽ khiến tình trạng bệnh nặng thêm. Vì thế, bạn cần cân nhắc trước khi lựa chọn loại thức uống này để giải độc gan. Nguyên liệu chế biến nước mật ong: mật ong, nước lọc. Cách chế biến nước mật ong: Bước 1. Đổ một thìa mật ong vào nước ấm. Bước 2. Sử dụng vào thời điểm trước bữa sáng hàng ngày để tăng khả năng giải độc. Có thể kết hợp mật ong với nghệ hoặc chanh để nâng cao thêm chức năng giải độc của thức uống. Thứ 7. Nước bưởi chanh. Bạn có thể chế biến nước bưởi, nước chanh riêng hoặc kết hợp hai loại quả này với nhau để bổ sung vitamin C và các chất chống oxy hóa, từ đó tăng cường chức năng chuyển hóa các chất độc hại và đào thải chúng ra khỏi cơ thể, giảm bớt gánh nặng cho gan. Nguyên liệu chế biến nước bưởi chanh: 1/4 quả bưởi, 1/2 quả chanh thường hoặc chanh leo. Cách chế biến nước bưởi chanh: Bước 1. Bổ bưởi lấy muối, bỏ hạt. Bước 2. Ép bưởi lấy nước bằng máy ép trái cây, vắt chanh để lấy nước cốt. Bước 3. Đổ nước ép bưởi và nước cốt chanh vào cốc rồi khuấy đều và thưởng thức. Có thể thêm đường và đá tùy khẩu vị. Với những loại thức uống giải độc gan đơn giản dễ làm chúng tôi gợi ý trên đây, hy vọng quý vị đã chọn cho mình được loại thức uống yêu thích và phù hợp với khẩu vị của mình để làm sạch và chăm sóc lá gan được khỏe mạnh nhé. Chúc quý vị có một lá gan sạch khỏe.